Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, năm ba Bồ Tát Phổ Hiền, hiển nhân tướng rộng lớn, Phổ Hiền thể tánh khắp cùng là Phổ, tùy duyên thành Đức là Hiền. Bồ Tát là chủ thuyết pháp Kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm Tam Thánh, tức là Đức Phật Tỷ Lô Giá Na ở giữa, Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi ở bên tay trái, Bồ Tát Phổ Hiền ở bên tay phải. Bồ Tát Phổ Hiền đã từng phát 10 đại nguyện vương là hạnh môn cùng tu hành của các Bồ Tát. Những gì là 10 điều nguyện vương đó là: một, lễ kính các Đức Phật; hai, khen ngợi Như Lai; ba, rộng tu cúng dường; bốn, sám hối nghiệp chướng; năm, tùy hỷ công đức; sáu, thỉnh chuyển bánh xe pháp; bảy, thỉnh Phật ở lại đời; tám, thường theo Phật học; chín, luôn thuận chúng sinh; mười, thảy đều hồi hướng. 10 điều nguyện vương này cũng là pháp môn vị thiện tài đồng tử mà nói. Ở Trung Quốc có 4 đại danh sơn là 4 đạo tràng của 4 vị đại Bồ Tát. Núi Ngũ Đài ở Sơn Tây là đạo tràng của Bồ Tát Văn Thù. Núi Nga Mi ở Tứ Xuyên là đạo tràng của Bồ Tát Phổ Hiền. Núi Phổ Đà ở Chiết Giang là đạo tràng của Bồ Tát Quán Âm. Núi Cửu Hoa ở An Huy là đạo tràng của Bồ Tát Địa Tạng. Do đó có câu: thiên hạ danh sơn tăng tu hộ. Đoạn này hiện nhân tướng rộng lớn ở trước chiếu lý không hai, hiện bày thâm sâu mới kham nhẫn thành Phật rộng lớn. Tùy mỗi mỗi nhân nên đều xưng tánh pháp giới. Văn Thủ Bát Nhã tức nhiếp tướng quy về thể, Phổ Hiền pháp giới tức bí mật trùng trùng. Tăng trưởng xu hướng cầu nhất thiết trí huệ, biển đại bi rộng lớn mới đại tử tăng ích. Quán khắp chúng sinh sinh đại hoan hỷ, an trụ pháp môn tịch tĩnh của Bồ Tát, khắp duyên tất cả cảnh giới rộng lớn, học tập công đức rộng lớn của tất cả chư Phật, nhập vào tri kiến quyết định của tất cả chư Phật, tăng trưởng pháp trợ đạo nhất thiết trí, khéo tu tâm thâm sâu của tất cả Bồ Tát, biết ba đời chư Phật ra đời thứ lớp, vào biển tất cả các pháp, chuyển tất cả bánh xe pháp, sinh tất cả thế gian, vào biển đại nguyện của tất cả Bồ Tát, trụ tất cả kiếp, tu Bồ Tát hạnh, chiếu rõ tất cả cảnh giới Như Lai, dưỡng lớn tất cả các căn của Bồ Tát, đắc được nhất thiết trí quang minh thành tịnh, chiếu khắp mười phương trừ các ám chướng, trí khắp pháp giới nơi tất cả cõi Phật, tất cả các cõi, khắp hiện thân mình cùng khắp hàng phục tất cả chướng, và pháp vô ngại, trụ nơi pháp giới, bậc bình đẳng quan sát cảnh giới, giải thoát của Phổ Hiền. Thiện tài đồng tử tăng trưởng xu hướng cầu nhất thiết trí huệ, biển đại bi rộng lớn mây đại tử tăng ích, quan sát khắp tất cả chúng sinh sinh tâm đại hoan hỷ, ngài an trụ trong pháp môn tịch tĩnh của Bồ Tát, ngài khắp duyên cầu tất cả cảnh giới rộng lớn, ngài học tập công đức rộng lớn của tất cả chư Phật, ngài nhập vào tri kiến quyết định của tất cả chư Phật, có trí huệ chân chánh mới có con mắt chọn pháp, ngài hay tăng trưởng pháp trợ đạo nhất thiết trí, ngài khéo tu tâm thâm sâu của tất cả Bồ Tát, tức là tâm cầu pháp sâu nặng. Ngài biết ba đời chư Phật xuất hiện ra đời có thứ lớp, vị Phật nào ra đời trước, vị Phật nào ra đời sau, ngài đều biết rõ ràng chẳng tán loạn. Ngài chứng nhập biển tất cả các pháp, ngài hay chuyển tất cả bánh xe pháp, ngài hay sinh ra tất cả thế gian, ngài nhập vào biển đại nguyện của tất cả Bồ Tát, ngài trụ trong tất cả kiếp tu Bồ Tát hạnh, ngài chiếu rõ tất cả cảnh giới của tất cả chư Phật, ngài dưỡng lớn các căn lành của tất cả Bồ Tát, ngài đắc được nhất thiết trí huệ quang minh thanh tịnh, ngài chiếu sáng khắp mười phương trừ diệt các đen tối chướng ngại, trí huệ của ngài khắp cùng pháp giới. Do đó có câu: trí vô bất chu, đức vô bất hóa. Ngài ở nơi tất cả cõi Phật, trong tất cả 25 cõi, khắp thị hiện hóa thân mình cùng khắp để giáo hóa chúng sinh, chẳng có chỗ nào mà không có. Ngài hằng phục được tất cả ma chướng, ngài nhập vào pháp vô ngại, ngài trụ nơi pháp giới bậc bình đẳng, ngài quan sát cảnh giới giải thoát của Bồ Tát Phổ Hiền. Thiện tài đồng tử được Bồ Tát Văn Thù giờ đầu rồi, đắc được những cảnh giới không thể nghĩ bàn như thế. Lập tức nghe danh tự của Đại Bồ Tát Phổ Hiền, hạnh nguyện trợ đạo, chánh đạo các địa, địa phương tiện, địa vào, địa thắng tấn, địa trụ, địa tu tập, địa cảnh giới, địa oai lực, địa đồng trụ. Thiện tài đồng tử lập tức nghe danh tự của Đại Bồ Tát Phổ Hiền, hạnh nguyện của ngài, trợ đạo của ngài, chánh đạo của ngài cùng với các địa của ngài, có địa phương tiện, địa vào, địa thắng tấn, không cần y thứ lớp mà tiến, địa trụ, địa tu tập, địa cảnh giới, địa oai lực, địa đồng trụ, đồng nương Phật trí mà trụ. Thiện tài đồng tử nghe được đủ thứ cảnh giới như vậy, khát ngưỡng muốn thấy Bồ Tát Phổ Hiền, lập tức ở tại Kim Cang Tạng Bồ Đề Tràng đó, trước tòa sư tử Tỷ Lô Giá Na Như Lai, trên tòa nhất thiết Bảo Liên Hoa Tạng. Thiện tài đồng tử khát ngưỡng muốn thấy Bồ Tát Phổ Hiền, lập tức ở tại Kim Cang Tạng Bồ Đề Tràng đó, trước tòa sư tử Tỷ Lô Giá Na Như Lai, trên tòa nhất thiết Bảo Liên Hoa Tạng, xin khởi 11 thứ tâm. Khởi tâm rộng lớn, đồng cõi hư không, tâm vô ngại xả bỏ tất cả cõi, để tất cả chấp trước,
Tâm vô ngại tu hành khắp tất cả pháp vô ngại, tâm vô ngại vào khắp tất cả biển mười phương, tâm thanh tịnh vào khắp cảnh giới nhất thiết trí, tâm thấu rõ quán sát đạo tràng trang nghiêm, tâm rộng lớn vào tất cả biển Phật pháp, tâm khắp cùng giáo hóa tất cả cõi chúng sinh, tâm vô lượng thanh tịnh tất cả cõi nước.